Xin chào quý vị và các bạn. Hùng Nguyễn Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ karaoke gia đình ở phân khúc bình dân. Vâng, mặc dù nó nằm ở phân khúc bình dân nhưng những sản phẩm mà Hùng Nguyễn Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn là những sản phẩm zin xịn và rất đẹp. Trước hết là cặp loa BMB 450C, hàng Nhật sản xuất tại Trung Quốc. 450C là loa được thiết kế 3 đường tiếng gồm một bát 25, một loa trung, một loa tép. Model này cho chất âm rất hay, đặc biệt là tiếng bát mềm và sâu hơn hẳn những dòng BMB cùng loại. Ghép với cặp BMB là chiếc âm ly Jaguar 203A của Hàn Quốc. Đây là âm ly bãi, nó được sản xuất năm 1991. Vâng, mặc dù sản xuất năm 91 nhưng chiếc âm ly này vẫn còn rất chất lượng, âm thanh hay và độ bền chắc chắn là sẽ hơn hẳn những âm ly hàng mới được sản xuất thời bây giờ. 450C và 203A. Và cục súp ở đây tôi đang ghép cục súp JBL hàng mới sản xuất ở Trung Quốc. Và chọn bộ như thế này. Vâng, chọn bộ như thế này là 17 triệu. Loa âm ly và cục loa súp 17 triệu. Nếu quý vị quan tâm xin mời liên hệ Hùng Nguyễn Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện bưu điện huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Loa BMB 450C, âm ly Jaguar Hàn Quốc và loa súp JBL sản xuất ở Trung Quốc. 3 sản phẩm là 17 triệu. Bộ âm thanh này khi hát karaoke chắc chắn sẽ rất hay ạ. Tôi xin nhắc lại, bộ âm thanh mà tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn có giá là 17 triệu đồng. Nếu quý vị quan tâm, xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.